Em Thanh Hòa xin kính chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn đã quay trở lại với cái video của em ngày hôm nay. Vâng, quý vị, xin mời quý vị cùng lắng nghe cái chia sẻ của em và cùng ngắm hoa cherry nha cả nhà. Đây là cây cherry ở vườn sau nhà em cả nhà. Cherry này là cherry có trái ạ. Hứa hẹn là năm nay em sẽ có được một ít trái cherry để ăn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Vâng, thưa cả nhà, một câu nói hay ngày hôm nay em muốn gửi đến quý vị, đó là câu có nội dung như thế này ạ. Danh vọng, tiền bạc, nhà cao, cửa rộng chỉ có thể cho bạn hạnh phúc vật chất tạm thời, nhưng một trái tim nhân ái, một tấm lòng vị tha sẽ mang cho bạn hạnh phúc cả đời. Không biết là quý vị nghĩ thế nào về cái câu nói này, nhưng mà bản thân em thì em thấy cái câu nói này rất là hay và rất là đúng cả nhà. Tiền bạc thì cũng rất là quan trọng, không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Nhưng nếu như mà chúng ta chỉ vì tiền bạc mà bất chấp mọi thủ đoạn, bất chấp mọi xấu xa để mà đạt được cái mục đích của mình chỉ là tiền, thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ phải trả giá và chúng ta cũng sẽ không có được một cái cuộc sống an yên, đúng không cả nhà? Vâng, thưa quý vị, chắc hẳn sẽ có nhiều quý vị trước đây đã từng biết, từng nghe đến ông Võ Hoàng Yên, nhưng mà cũng không biết cụ thể cái câu chuyện tại sao mà bà Nguyễn Phương Hằng lại kiện ông Võ Hoàng Yên và đưa ông Võ Hoàng Yên ra ánh sáng. Thì đây cũng là một cái mối quan tâm của em. Bởi vì thực ra trước đây ấy, thì cũng đã từng biết đến cái tên của ông Yên qua những cái phương tiện truyền thông. Thế nhưng mà cụ thể về con người ông Yên như thế nào thì em cũng không tìm hiểu. Thì nhân tiện là cái sự việc này nó đang lùm xùm, thì em xin chia sẻ với quý vị một chút về bản thân ông Võ Hoàng Yên nha quý vị. Nội dung bài viết này thì em đọc được ở trên một cái trang web điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là đảngcộngsản.vn. Nếu quý vị quan tâm bài viết này thì quý vị có thể truy cập vào cái trang web đó để cùng đọc nha quý vị. Em xin chia sẻ nội dung của bài viết nha quý vị. Nhiều năm qua, thần y Võ Hoàng Yên được đồn thổi là có khả năng trị được bệnh câm, điếc, bại liệt, vân vân, nên có rất nhiều người tìm đến điều trị. Thần kỳ ở chỗ, có những ca bệnh ông chỉ cần vỗ tai, giật lưỡi là đã có thể khỏi câm, khỏi điếc. Bài viết chia sẻ về những lùm xùm xung quanh thần y như sau. Hẳn rằng ai cũng đã từng nghe danh thần y Võ Hoàng Yên với những chiêu chữa bệnh thần tài, chữa được nhiều loại bệnh mà y học hiện đại nhất cũng bó tay như câm, điếc, bại liệt. Chỉ đến khi xảy ra vụ tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, người ta mới đặt dấu hỏi. Ai quản lý thần y? Những ngày gần đây, dư luận rất chú ý về việc vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam, và vợ là bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của gia đình ông và khám chữa bệnh không có hiệu nghiệm. Theo đó, vợ chồng ông bà Dũng Hằng đã cung cấp cho ông Yên hàng trăm tỷ đồng để trả nợ xây dựng chùa, cứu trợ đồng bào miền Trung, trả nợ từ thiện, chữa bệnh cho nhân dân. Tuy nhiên, khi điều tra ra thì số tiền này đã chảy vào túi người nhà và gia đình của ông Võ Hoàng Yên chứ không phục vụ mục đích nhân đạo, từ thiện và xây chùa như mong muốn của gia đình ông Dũng. Bên cạnh đó, ông Dũng cho rằng những video clip về việc chữa khỏi bệnh câm, điếc, bệnh nan y của ông Võ Hoàng Yên trên mạng xã hội đều là sản phẩm dàn dựng của nhóm ông này nhằm đánh bóng tên tuổi. Cũng theo ông Dũng, mặc dù ông Võ Hoàng Yên tuyên bố khám chữa bệnh miễn phí, nhưng thực chất là đã bán phiếu, thu tiền khám chữa bệnh của người nghèo. Lúc này, Công an huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đã vào cuộc điều tra xác minh hàng chục trường hợp được ông Võ Hoàng Yên khám chữa bệnh tại Quảng Ngãi. Bước đầu, nhiều người dân đều cho biết việc khám chữa bệnh teo cơ, câm điếc, bại liệt, viêm xoang, thoái hóa, thoát vị đĩa đệm của ông Võ Hoàng Yên không mang lại hiệu quả. Một số gia đình bệnh nhân câm điếc bẩm sinh từng được ông Võ Hoàng Yên chữa trị cho biết,
Ông Yên chữa bệnh cho người thân của họ thì có thể có tác dụng ngay lúc đó. Người câm có thể kêu ú ớ, nhưng sau đó thì về nhà, thì đâu lại vào đấy. Theo tìm hiểu thì được biết, chưa có cơ quan chức năng nào đánh giá, cũng không có cơ sở nào chứng minh được về mặt khoa học hiệu quả khám chữa bệnh của ông Yên. Nhưng những chiêu khám, những bệnh thần thánh của ông Yên thì tràn ngập trong các clip, video trên mạng xã hội và bằng những đồn thổi đánh giá bằng cảm tính của người dân. Vậy, thần y Võ Hoàng Yên là ai? Thần y Võ Hoàng Yên, sinh năm 1975, lớn lên tại một ngôi chùa ở Cái Nước, Cà Mau. Tại đây, ông được dạy điều trị bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền. Với những gì ông cung cấp với cơ quan chức năng thì ông có bằng trung cấp đông y do trường trung học quân y 2 cấp. Điều này chưa được cơ quan chức năng nào xác nhận. Những năm 2009 đến 2011, ông tổ chức khám chữa bệnh tại địa phương và được đồn thổi là có thể trị được bệnh câm, mù, bẩm sinh và cả bệnh ung thư, bại liệt, viêm màng não, v.v. Tại đây đã 3 lần ông bị xử phạt hành chính về hành vi khám chữa bệnh và cung cấp dịch vụ y tế không phép. Ông Phạm Thanh Trung, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cái Nước, Cà Mau cho biết, có nhiều người địa phương tìm đến ông Yên điều trị, nhưng tôi chưa phát hiện trường hợp nào khỏi bệnh. Sau 3 lần bị phạt hành chính, ông Yên đã rời khỏi địa phương, đi nơi khác hành nghề. Không biết có phải do sự đồn thổi quá mức, do các clip thần thánh trên mạng xã hội mà mỗi địa danh ông đi qua, mỗi địa điểm ông chữa bệnh được nhân dân vây kín, xếp hàng chờ điều trị. Ông được người ta săn đón, tìm kiếm mong chữa bệnh cho người nhà, người thân. Chính vì tin ở tài năng của ông nên một số địa phương tạo điều kiện về cơ sở vật chất, địa điểm để mở các trung tâm khám chữa bệnh. Thậm chí ông này còn được khen thưởng vì có thành tích khám chữa bệnh. Cơ quan chức năng ở đâu? Như vậy, ông Võ Hoàng Yên đã hành nghề chữa bệnh một thời gian rất dài, hơn 10 năm. Đã khám chữa bệnh cho rất nhiều người, tại nhiều địa phương khác nhau. Nhưng chỉ đến khi có việc tố cáo của ông bà Dũng Hằng thì cơ quan chức năng mới vào cuộc. Đã có nhiều người tốn kém nhiều tiền của, không quản vất vả, tốn kém ăn ở, đi lại để chăm sự nhờ thần y chữa bệnh. Mặc dù vô cùng khó khăn về kinh tế thì sự vào cuộc của cơ quan chức năng cùng với sự khẳng định phản khoa học, không tác dụng, chưa có giấy phép của cơ quan chức năng có phải là đã quá muộn không? Những người dân bình thường không có kiến thức chuyên môn, nghe lời đồn đại, đến ông Yên chữa bệnh, rồi tiền mất tật mang là một nhẽ. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là chính quyền địa phương và cơ quan y tế ở đâu để ông Võ Hoàng Yên có thể thoải mái hành nghề? Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Thịnh cho biết, việc cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đã được phân cấp cho sở y tế các địa phương phù hợp với những đối tượng do các sở y tế quản lý. Đối với trường hợp ông Võ Hoàng Yên, việc cấp chứng chỉ hành nghề sẽ do sở y tế nơi ông Yên thực hiện hành nghề cấp. Trong khi đó, một số địa phương khi cấp giấy phép hành nghề cho ông Yên cho biết, ông Yên đã xuất trình được đầy đủ các loại giấy tờ, trong đó có chứng chỉ y sĩ. Tuy nhiên, cũng có những địa phương cấp giấy phép và tạo điều kiện cho ông Yên khi ông chưa trình được chứng chỉ hành nghề, mà chỉ thông qua uy tín truyền miệng. Với mong muốn giúp đỡ người dân nghèo của địa phương có điều kiện chữa bệnh miễn phí, chính sự chủ quan này đã cấp giấy thông hành, giấy bảo đảm để người dân tin tưởng khám chữa bệnh và ông Yên tha hồ lộng hành. Nếu ngay từ đầu, cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ, kịp thời điều tra, khảo sát hiệu quả chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên thì đã có biện pháp ngăn chặn kịp thời, không để nhiều người bệnh và gia đình lãng phí, tốn kém, tiền mất, tật mang. Thưa các cô chú anh chị, bài viết này còn một phần sau nữa, nhưng mà không có liên quan đến ông Võ Hoàng Yên nên là em xin phép chỉ chia sẻ đến cái đoạn này thôi nha cả nhà. Em hy vọng là cái phần chia sẻ này của em sẽ giúp thêm cho quý vị hiểu rõ hơn về cái vụ việc
mà bà Nguyễn Phương Hằng kiện ông Võ Hoàng Yên và muốn đưa ông Võ Hoàng Yên ra ánh sáng. Em xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã dành thời gian quý báu để lắng nghe phần chia sẻ của em. Xin kính chúc quý vị luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những clip tiếp theo của em.